Thanh Mông Phạt Ma được biết đến là doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm chất lượng, xuất xứ rõ ràng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Với tâm niệm khởi nghiệp bằng chữ tâm, thành công nhờ chữ tín, Thanh Mông Phạt Ma nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để xây dựng hệ thống vững vàng, uy tín, tuân thủ đúng tinh thần thượng tôn pháp luật. Với mục tiêu đặt quyền lợi của người tiêu dùng lên hàng đầu, các sản phẩm của Thanh Mông Phạt Ma đều trải qua quy trình kiểm nghiệm kỹ càng về chất lượng, hiệu quả, đảm bảo tính pháp lý, độ an toàn và được cơ quan nhà nước cấp phép lưu hành. Đại diện của Thanh Mông Phạt Ma cho biết, công ty sẽ tích cực tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, đổi mới chất lượng dịch vụ, tạo nên nền tảng vững chắc, đưa tên tuổi thương hiệu ngày một lan tỏa trên thị trường. Với tầm nhìn dài hạn, phát triển thương hiệu bền vững, Thanh Mông Phạt Ma không ngừng nâng tầm giá trị thương hiệu, xứng đáng với niềm tin mà người dùng gửi gắm, trở thành thương hiệu chăm sóc sức khỏe sắc đẹp được người dùng yêu thích.